co chân trái nghiêng hết người sang phải và mình chống tay nâng người ngồi lên. Chúng ta vào tư thế ngồi, đôi chân khoanh lại, cột sống lưng giữ thẳng. Thả lỏng vai và gương mặt của mình. Một vài hơi thở ở đây. Hãy hướng sự tập trung lúc này về điểm ngay giữa cổ họng và chúng ta cùng nhau chia sẻ ba âm thanh ôm và ôm bình an. Hít vào. Ôm. Tay chắp lại trước ngực, chúng ta cúi chào nhau, ôm Namah Shivaya. Dạ rồi, em chào cả lớp ạ. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với chủ đề sức mạnh ha. Đầu tiên là mình sẽ ôm lại cái tư thế đầu đứng mình đã tập, và cuối giờ chúng ta cũng sẽ tập lại cái bài tập thở tống hơi mà mình đã được tập hồi tuần trước. Và cái chủ đề hôm nay mình sẽ tập nhiều, nó liên quan tới cái phần cơ đùi của mình và đôi chân, cho nên là mình chú ý mình quan sát cơ đôi chân và cách mình sử dụng cơ đùi cũng như bắp chân trong các tư thế của mình ha. Rồi, bây giờ mình chỉnh lại tư thế ngồi của mình, và đầu tiên mình sẽ khởi động cho cái vùng cơ cổ của mình trước. Cơ cổ là cái nhóm cơ mà sẽ tham gia vào tư thế đầu đứng rất là nhiều, cho nên là những buổi có đầu đứng thì mình nhớ mình khởi động kỹ cái vùng cơ cổ của mình. Giữ cột sống, hai vai của mình cố định. Hít vào. Thở ra hướng cằm về sát ngực, duỗi hết vùng gáy phía sau của mình. Rồi hít vào, nâng cằm lên cao, kéo duỗi dài cơ cổ trước ra. Thở ra cằm về sát ngực, di chuyển chậm theo hơi thở. Hít vào, nâng cằm lên, duỗi cổ. Thở ra một lần nữa, cằm về sát ngực, giữ lại ở đây. Cảm nhận cái vùng gáy phía sau nó được kéo ra. Hít vào, nâng cằm lên, duỗi dài cơ cổ trước và giữ lại ở đây. Ý thức mình rướn cái vùng cơ cổ trước của mình, kéo duỗi ra. Thở ra gương mặt về chính diện. Hít vào. Thở ra nghiêng đầu sang phải, hướng lỗ tai về phía vai. Hít vào, nâng lên. Thở nghiêng sang bên trái. Hít vào lên. Thở ra nghiêng sang phải. Giữ lại, và mình có thể chủ động mình nhấn nhẹ cái vai trái mình xuống một chút xíu, căng hơn cái vùng cơ cổ trái. Hít vào về chính diện. Thở ra nghiêng sang bên trái. Đúng rồi, lúc này mình nhấn nhẹ cái vai phải xuống ha, duỗi hơn cái cơ cổ phải của mình. Hít vào về chính diện. Rồi thở ra thì mình di chuyển cái cằm của mình sang bên phải, hướng cằm song song với lại cái vai phải của mình. Mở cái mặt ra sau. Mình di chuyển cằm sang vai phải ha. Hít vào về chính diện. Thở ra di chuyển cằm sang bên trái, cằm song song vai. Nhớ thả lỏng vai mình nha. Hít vào về chính diện. Thở ra cằm sang vai bên phải. Cố gắng giống như mình đang mở cái cằm ra sau, càng nhiều càng tốt. Hít vào về chính diện. Thở ra cầm sang vai trái.
nhớ giữ thẳng cột sống lưng của mình. Hít vào, về lại chính diện, rồi mình thực hiện xoay cái vòng cơ cổ của mình nào. Thở ra, cầm về sát ngực. Tiếp tục theo hơi thở, hít vào, di chuyển cầm sang bên phải tối đa. Mở lên cao, thở ra sang trái, về trước. Đúng rồi, mình chậm rãi theo cái hơi thở của mình, cảm nhận cái vùng cơ cổ nó được tác động và làm ấm dần lên. Thêm một vòng nữa, cột sống lưng vẫn thẳng, vai vẫn thả lỏng và cố định. Cầm về trước, xoay ngược lại, hít vào, di chuyển sang bên trái, mở lên cao, thở phải, về trước. Cảm giác như mình dùng cái cầm mình vẽ một cái vòng tròn lớn phía trước mặt. Thêm một vòng nữa nào. Rồi cầm về trước ngực, hít vào, đưa gương mặt mình về chính diện và thở hết hơi ra. Khởi động một chút xíu cho vùng vai của mình. Hai tay của mình đặt lên hai cái bả vai. Mình thực hiện xoay khớp vai ha. Đưa hai cái khuỷu tay về trước, chạm khuỷu tay vào nhau luôn. Rồi thở ra, kéo cái khuỷu tay xuống thấp nhất, vòng ra sâu. Rồi tiếp tục kéo lên cao, chạm được hai cái lưng bàn tay vào nhau luôn ạ. Rồi đưa về trước thì chạm khuỷu tay. Mình đi chậm và mình ý thức mình kéo hết cái biên độ vùng khớp vai của mình ha, để cái vùng cơ vai nó cũng được tác động sâu. Đúng rồi, cứ chậm rãi, mình không có xoay nhanh trong cái màn này. Khuỷu tay về trước, ráng chạm cái khuỷu tay vào nhau luôn nha lớp. Rồi, khuỷu tay về trước, mình xoay ngược lại nè. Hai khuỷu tay chạm nhau thì mình kéo lên cao, mở ra sau, áp được lưng bàn tay vào nhau. Đúng rồi, mở cái vai tối đa và kéo xuống thấp. Tiếp tục cảm nhận cái cơ vai bắt đầu nó được tác động. Rồi, thở ra, hạ tay. Từ từ hai tay duỗi về trước, hướng hai lòng bàn tay vào nhau. Hít vào, quạt cái tay sang ngang, mở ra sau, mở rộng lồng ngực, nâng ngực, duỗi cằm, đẩy cái lồng ngực của mình về trước ha. Thở ra, tay gù về trước, ôm cái lồng ngực lại, cầm về ngực. Đúng rồi, hít vào, quạt tay sang ngang, tay mình duỗi ra luôn chị Ngọc ơi. Đúng rồi, duỗi căng ra, đẩy cái lồng ngực, duỗi cái cằm của mình. Thở ra, tay vật thẳng, quạt lại trước, chạm lòng bàn tay, ôm cái lồng ngực lại, cầm về ngực. Hít vào, mở rộng cánh tay, cảm nhận cái lồng ngực mình nó được mở ra, giữ lại ở đây, nâng ngực tối đa, duỗi cầm lên. Thở ra, quạt tay về trước, gù lưng lại. Rồi hít vào, nâng cột sống mình về lại chính diện, hai tay đan lại với nhau. Và hít vào, kéo duỗi cột sống của mình lên trên cao, duỗi căng ra. Thở ra, thả lỏng tay trên đỉnh đầu. Hít vào, kéo duỗi căng lên, duỗi hết các đốt sống của mình ra. Thở ra, thả lỏng. Một lần nữa, hít vào, kéo duỗi vươn cao, giống như ai nắm cái tay của mình đó, kéo thẳng lên. Lồng ngực mở ra, lưng hơi vỡm nhẹ. Và vẫn cảm nhận được cái sự kéo duỗi này, mình khởi động tiếp cho hai bên sườn. Thở ra, nghiêng người sang bên phải tối đa, cảm nhận cái mông mình vẫn trên thảm ha. Và nó chỉ duỗi sang phía bên phải thôi. Rồi hít vào, về chính diện. Thở ra, tiếp tục sang bên trái, duỗi, mở ngực, gương mặt hướng lên trần. Hít vào, về chính diện. Thở sang phải một lần nữa, kéo duỗi. Hít vào, về.
thở ra sang bên trái, duỗi căng ra. Rồi hít vào về lại chính diện, từ từ hạ đôi tay của mình xuống. Tay đặt trên hai đầu gối, đôi mắt nhắm nhẹt, quan sát lại tư thế ngồi của mình lúc này. Giữ cơ thể trong tư thế ngồi cân bằng, cột sống vươn cao, lồng ngực mở ra. Một vài hơi thở ở đây để gom sự tập trung của mình quay trở về. Lúc này hãy thu mọi ánh nhìn vào bên trong, cảm nhận sự thay đổi của hơi thở vào và hơi thở ra. Cảm nhận được hơi thở qua hai mũi, vùng cổ họng, vai, ngực, bụng và sự dịch chuyển ngược lại, bụng, ngực, vai theo một vòng tròn. Hãy giữ sự hít thở có ý thức này trong một vài nhịp nữa. Quan sát được hơi thở của mình, cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng trên cánh mũi, hơi thở làm đầy vùng phổi và nhẹ nhàng kéo giãn phía bụng trước của mình. Rồi lại chậm rãi thở dài hơi ra. Hít vào, cảm nhận bụng phình lên, ngực phình lên, xương đòn nâng nhẹ. Thở ra xẹp bụng, xẹp ngực, hạ vai. Hít vào sâu hơn và thở ra dài hơn. Tiếp tục chú tâm từ hơi thở này đến hơi thở khác. Dần dần cảm nhận rõ hơn hơi thở của mình, tự nhiên, dịu dàng, an lạc. Và hãy cố gắng giữ sự kết nối này trong suốt buổi tập. Thấy được sự hiện diện của hơi thở trong mỗi tư thế mình tập luyện. Dần dần hơi thở về tự nhiên. Và mình vung nhẹ đôi chân của mình ra trước ha. Mình lắc đôi chân thư giãn. Rồi mình xoay người dọc theo thảm và co gối, tay ôm phía dưới đùi, thực hiện lăn cột sống dọc theo thảm. Rồi thở ra hai chân qua khỏi đầu. Hít vào thì cuộn người lên. Cảm nhận từng cái đốt sống lưng của mình nó được tiếp xúc với thảm, nó dần làm ấm các rễ thần kinh ở cột sống của mình. Chuẩn bị cho cái bài chào mặt trời, mình khởi động toàn thân. Rồi hít vào một hơi, bật người đứng lên. Mình tiến về đầu thảm, chọn vị trí đứng cách đầu thảm một bàn chân. Hai chân mình mở song song, hoặc là mình khép sát chân lại, để mà nó tăng thêm cái biên độ mình sử dụng cơ thì mình nên khép sát chân ha. Sau đó mình sẽ thấy là mình dùng cái cơ đùi và bắp chân của mình nhiều hơn. Rồi, nếu mà ai mình quen rồi thì mình nên nhắm mắt trong bài chào mặt trời ha. Và chúng ta bắt đầu ổn định lại một vài hơi thở. Hít vào, thở ra tay chắp nhẹ trước ngực. Hít vào, vươn tay lên cao, kéo duỗi cột sống, đẩy đùi, đẩy hông về trước, nâng bụng, nâng ngực. Thở ra, lùi bông, duỗi hết cột sống, gập thần tay cạnh chân. Vòng đầu tiên mình giữ gương mặt song song, đừng thả lỏng đầu. Hít vào, bước dài chân phải ra sau, hạ gối duỗi mũi chân.
chống mũi chân phải rút trái ra sau, chống đẩy xăng cơ thể mình lại. Thở ra hạ gối, hạ ngực, hạ trán. Đúng rồi, xuống chậm nào. Duỗi mũi chân áp bụng xuống, hít vào trường lên rắn khổ mang. Thở ra chống mũi chân, ấn lực tay duỗi lưng về ngực. Hít vào bước chân phải về giữa hai tay, hạ gối trái duỗi mũi chân, nâng ngực duỗi cằm. Thở ra bước trái về cạnh phải gập thân. Tay duỗi về trước, duỗi cột sống, hít vào đầu và tay cùng nâng lên đẩy đùi hông về trước. Thở ra hạ tay, hít sâu, thở chắp tay trước ngực. Hít vào vươn cao kéo duỗi cột sống và uốn cong cả thân người. Rồi thở ra lùi mông gối co nhẹ duỗi hết lưng của mình. Lúc này thả lỏng đỉnh đầu ha. Chân trái hít vào bước dài ra sâu, hạ gối duỗi mũi chân, nâng ngực duỗi tới cằm của mình. Chống mũi chân trái rút phải ra sâu, chống đẩy xăng cơ thể thành một khối vững vàng. Thở ra gối hạ, ngực hạ, trán hạ. Xuống chậm nào. Rồi hít vào rắn hổ mang, nâng ngực rời sang. Thở ra chống mũi chân, ấn lực tay duỗi về ngực, duỗi dài cái cột sống lưng của mình. Hít vào bước chân trái về giữa hai tay, hạ gối phải duỗi mũi chân. Thở ra bước chân phải về gập thân. Tay duỗi về trước, cột sống duỗi ra, hít vào nâng lên. Thở ra hạ tay, hít sâu, thở chắp tay lại trước ngực. Hít vào vươn cao kéo duỗi uốn cong toàn bộ cơ thể. Thở ra gập dài cái người, đầu và tay luôn đi cùng với nhau nha. Chân phải hít vào bước ra sau, hạ gối duỗi mũi chân. Chống mũi chân phải rút trái ra sau, chống đẩy, nhớ xòe rộng các ngón tay của mình, săn chắc cơ thể lại. Thở ra gối hạ, ngực hạ chậm, trán hạ. Cảm nhận mình kiểm soát được lực nào. Hít vào rắn hổ mang. Thở ra chống mũi chân, ấn lực về tay duỗi về ngực. Nhớ cố định bàn chân của mình nha. Hít vào bước chân phải về giữa hai tay, hạ gối trái duỗi mũi chân. Thở ra bước trái về cạnh phải gập thân. Tay duỗi về trước, hít vào sức mạnh cột sống, đầu và tay cùng vươn lên. Thở ra hạ tay, hít sâu, thở chắp tay lại. Hít vươn cao kéo duỗi hết mặt trước cơ thể của mình ra. Thở ra lùi mông gập thân, nhớ co nhẹ cái gối. Chân trái hít vào bước ra sau, gối hạ duỗi mũi chân, nâng ngực lên. Chống mũi chân trái rút phải, chống đẩy săn chắc lại cơ thể của mình. Thở gối hạ, có khuỷu tay ngực xuống chậm rồi tới cái trán, nhớ đặt trán xuống. Duỗi mũi chân hít vào, thở ra về ngực duỗi lưng. Hít vào bước chân trái về giữa tay, hạ gối phải duỗi mũi chân. Thở ra bước phải về cạnh trái gập thân. Tay duỗi về trước, duỗi cột sống, hít vào. Thở ra hạ tay, hít sâu, thở chắp tay lại. Hít vươn cao kéo duỗi uốn cong cả cơ thể của mình. Thở ra gập dài người về trước. Hít vào bước chân phải ra sau, hạ gối duỗi mũi chân. Giữ hơi chống mũi chân phải rút trái ra sau, chống đẩy săn chắc cơ thể.
Thở ra gối hạ, ngực hạ, trán hạ. Duỗi mũi chân hít vào rắn hổ mang. Thở ra về ngực nhịp nhàng theo hơi thở của mình. Duỗi cái lưng ra một cái. Chân phải hít vào bước về giữa hai tay hạ gối trái duỗi mũi chân. Thở ra bước chân trái về gập thần. Tay duỗi về trước cột sống duỗi ra hít vào vươn lên. Thở hà tay. Hít sâu. Thở chắp tay lại. Hít vào vươn cao kéo duỗi. Thở lùi mông gập dài về trước. Chân trái hít vào bước ra sâu hạ gối duỗi mũi chân. Chống mũi chân trái rút phải ra sâu chống đẩy xăng cơ thể mình lại. Nhớ chia lực cho đùi của mình nào. Thở ra gối hạ, ngực hạ chậm rồi tới trán của mình. Duỗi mũi chân hít vào lên. Thở ra về ngược duỗi một cái. Hít vào bước chân trái về giữa hai tay hạ gối phải duỗi mũi chân. Thở ra bước phải về cạnh trái gập thân. Tay duỗi về trước duỗi cột sống hít vào vươn. Thở ra hạ tay. Hít sâu. Thở chắp tay lại. Hít vào vươn cao duỗi dài hết mặt trước cơ thể của mình. Thở ra gập thân. Chân phải hít vào bước ra sâu hạ gối duỗi mũi chân. Rồi từ từ rời cái tay của mình khỏi sàn, nâng người về vị trí trung tâm. Xoay vai mở ngực, nâng cái ngực của mình duỗi lên. Các ngón tay của mình duỗi căng và hướng về sàn. Xem bao lâu thì ngón tay của mình chạm được sàn. Cảm nhận được. Hạ gối Thùy ơi, Thùy hạ gối xuống nha. Đúng rồi, nâng ngực duỗi cằm. Hít vào nâng người về trung tâm. Rồi thở ra mình hạ cái bàn tay của mình xuống. Chống tay cạnh chân. Và mình chống mũi chân trái rút phải ra sâu. Chống đẩy săn chắc cơ thể của mình. Bàn tay nhớ xòe rộng ra. Rồi thở ra hạ gối. Co khuỷu tay hạ ngực song song. Không chạm sàn nào, giữ lại một chút xíu. Rồi hít vào trường người lên, chó ngẩng mặt, làm tốt rồi cái đùi của mình khỏi sàn. Thở ra chống mũi chân duỗi lên chữ V, ngược duỗi ra một cái. Chân phải hít vào bước về giữa hai tay, mình không hạ gối trái, nâng cái gối trên cao, tay vẫn chống. Đúng rồi, thẳng tưng cái chân của mình, chân trái vững lên. Thở ra bước trái về cạnh phải gập thân. Tay duỗi về trước duỗi cột sống hít vào đầu và tay cùng vươn lên đẩy đùi đẩy hông về trước. Thở ra hạ tay bên trái. Hít sâu. Thở chắp tay lại. Hít vào vươn cao duỗi hết mặt trước của mình ra. Thở ra lùi mông gập thân. Chân trái hít vào bước ra sâu hạ gối duỗi mũi chân. Rồi từ từ rời cái bàn tay của mình, nâng người lên vị trí trung tâm. Đúng rồi Thùy, cái hông như vậy là tốt ha. Giữ lại ở đây. Rồi xoay vai ra sau một cái. Mở cái lồng ngực của mình. Xòe các ngón tay, hướng ngón tay về phía sàn, cầm duỗi lên. Cảm nhận thứ nhất là cái vùng hông của mình hơi căng. Thứ hai là cái cột sống lưng của mình nó được duỗi và hướng lên. Rồi nâng người về chính diện và hạ bàn tay cạnh chân. Chống mũi chân trái rút phải ra sâu, chống đẩy săn chắc cơ thể lại. Thở ra gối hạ. Co khuỷu tay ngực song song không chạm sàn giữ lại. Và hít
vào trường, người lên chó ngẩng mặt thẳng cái cánh tay của mình luôn, đẩy cái lồng ngực về trước. Thở ra cầm về ngực, ấn lực tay duỗi về ngực. Mình cố gắng, mình mạnh rồi thì không cần phải ấn cái đầu gối ha. Mình nâng thẳng cái người mình lên luôn. Chân trái hít vào, bước về giữa hai tay, không hạ gối phải, nâng cao lên. Đúng rồi, thẳng tưng cái chân phải phía sau của mình. Đúng rồi đó, mình đang giữ hông rất là tốt. Thở ra bước về gập thần, tay duỗi về trước, cột sống duỗi ra, hít vào, đầu và tay cùng vươn lên, đẩy đùi hông về trước. Thở ra hạ tay, hít sâu, thở chắp tay lại, hít vào vươn cao kéo duỗi, thở gập dài duỗi hết cái cột sống của mình về trước. Chị Hân nhớ coi nhẹ gối gập nha. Chân phải hít vào, bước ra sau, hạ gối duỗi mũi chân, rồi từ từ rời cái tay của mình khỏi sàn, nâng người lên, cảm nhận cái vùng hông của mình trước, và hít vào vươn hai tay lên trần, kéo duỗi cột sống lên trước nha, duỗi lên một cái, sau đó mình mới ngả nhẹ lưng theo khả năng. Đúng rồi chị Bình, tốt, vươn tay luôn á Thương ơi. Rồi hít vào về chính diện, thở hạ tay cạnh chân, chống mũi chân phải, rút trái ra sau, chống đẩy, cảm nhận mình điều khiển được cơ thể của mình. Nó đi tới đâu nó gọn chắc tới đó, giữ lại, săn lực bụng, săn cơ đùi. Nhớ chia lực cho bụng và đùi của mình. Từ từ đẩy cái vai của mình về trước, mình không hạ gối ha, đẩy vai về trước, rồi co khuỷu tay, hạ cả thân người song song với sàn. Đúng rồi, hít vào, đẩy người về trước, trường lên, ngẩng mặt. Làm tốt, nâng cái đùi của mình rời khỏi sàn luôn ạ. Đúng rồi, chỉ còn cái ngón chân trên sàn lúc này. Thở ra cầm về ngực trở lại, ấn lực tay duỗi lên về ngực. Hít vào, bước chân phải về giữa hai tay, không hạ gối trái nào, điều chỉnh lại hông đùi của mình, kích hoạt cái chân sau của mình thẳng tưng lên. Đôi chân vững vàng, hai tay rời khỏi sàn và nâng người lên trùng cao. Đúng rồi, duyên cái hông như thế này là tốt này, giữ ở đó. Trùng cao vững vàng, hít vào vươn hai tay của mình lên trần, duỗi căng và ngả nhẹ lưng theo khả năng. Đúng rồi, uốn cong. Hít vào về chính diện, thở ra hạ tay xuống cạnh chân, đồng thời bước chân trái về gập thân. Tay duỗi về trước, duỗi hết cột sống của mình, hít vào lên, uốn cong cơ thể. Thở ra hạ tay, hít sâu, thở chắp tay lại, hít vào vươn cao, mở hết cái mặt trước cơ thể của mình ra, thở ra gập dài người về trước. Nhớ coi nhẹ gối nha, mình hay bị quên cái đó. Chân trái hít vào, bước ra sau, gối trái hạ duỗi mũi chân, rồi từ từ rời tay khỏi sàn, nâng người lên vị trí trung tâm và hít vào vươn tay. Chị Thu ơi, mình hạ gối nha, vòng này mình đang hạ gối, hạ gối chạm sàn luôn á chị, lưỡi liềm. Đúng rồi, rồi kéo duỗi cột sống lên trước, sau đó mới mở cái lưng của mình ra sau theo khả năng của mình, nhớ chú ý cái vùng thắt lưng. Hít vào về lại chính diện, rồi thở ra hạ cái tay của mình xuống, chống mũi chân trái, rút phải ra sau, chống đẩy, săn chắc cơ thể lại, lắng nghe nhịp giận. Từ đây đẩy cái vai qua khỏi cổ tay của mình một chút xíu, rồi co khuỷu tay, hạ cả thân người song song, không chạm sàn nào, coi chừng cái hông, và hít
vào trường, về trước, ngẩng mặt lên, đẩy cái lồng ngực của mình hướng về trước và vươn lên. Thở ra, cầm về ngực, duỗi về ngực. Cảm nhận cái cổ chân của mình nó cũng rất là linh hoạt trong cái chuỗi này. Chân trái hít vào, bước về giữa hai tay, không hạ gối phải, nâng đùi không giữ trên cao. Chị Hân giữ cái đùi cao chút xíu thôi nha chị. Đúng rồi. Và từ từ rời hai tay của mình khỏi sàn, nâng người lên trùng cao, hông trên cao. Hít vào thì vươn tay của mình dọc theo thân, kéo cột sống đi lên. Thở ra mới ngã nhẹ cái lưng của mình ra phía sau, giữ thăng bằng săn cơ đùi, làm tốt chân trái của mình, nhón gót chân lên. Đúng rồi, giữ 3, 2, 1. Hạ gót chân, thở ra, hạ tay cạnh chân và bước về gập thân. Thở hết hơi ra. Rồi tay duỗi về trước, duỗi cột sống của mình. Hít vào, đầu và tay cùng vươn lên. Thở ra, hạ tay. Rồi chân tách rộng, tay mở rộng. Mình đứng hít thở. Đây là tư thế thư giãn nha. Cho nên là mình phải cảm nhận được cái sự thả lỏng của mình trong tư thế này. Hãy đưa mình vô trạng thái thoải mái nhất. Và lúc này chỉ quan tâm đến cái hơi thở của mình. Đặc biệt là cái hơi thở ra. Mình có thể mình chủ động mình kéo dài cái hơi thở ra. Nó sẽ giúp điều hòa lại nhịp tim của mình rất là nhanh. Và đôi mắt nhắm lại. Rồi hai tay của mình đưa về trước, mình thăng bằng trên bàn chân. Mình nhớ cái này mình hay có xu hướng mình đổ cái người về trước á, mình cố gắng mình giữ cho cái thân người của mình nó vuông góc với lại sàn luôn ạ. Thở ra, từ từ mình co gối nè, lùi cái mông ra sau giống như mình ngồi ghế. Rồi lúc này giữ lại, điều chỉnh coi cái lưng của mình nó đã vuông góc với sàn chưa, hay mình đang bị chồm người về trước quá nhiều. Chị Bình tốt nè, Tiên tốt, Luyến tốt, chị Hân, chị Oanh tốt. Rồi, tiếp tục chúng ta hạ. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, mình chuyển sang tư thế nằm. Chân tách rộng, tay mở rộng thoải mái và thư giãn. Chúng ta đến với bài tập chân. Đầu tiên là nâng hai chân. Hai chân mình khép sát lại. Gót chân duỗi ra, mũi chân về đầu. Tay mình úp cẳng thân. Rồi bài tập chân để mình tập, mình làm mạnh cái nhóm cơ bụng của mình ha. Nó sẽ giúp mình giữ thẳng cái thân người của mình trong tư thế đầu đứng. Cho nên là mình nhớ chú ý, thứ nhất là về cái thắt lưng, và thứ hai là cái phần bụng dưới của mình. Rồi hít vào, nâng hai chân của mình lên vuông góc. Cảm nhận lúc này mình ấn chặt được cái thắt lưng xuống dưới sàn, để mà nó tập cho cái vùng cơ thắt lưng của mình. Chân của mình có thể hơi co nhẹ và nhớ thả lỏng cái bàn chân ra. Mình tập trung ở cái phần thắt lưng và cái nhóm cơ bụng dưới của mình là nhiều. Chúng ta bắt đầu. Thở ra, vừa ấn chặt thắt lưng của mình xuống, vừa hạ chân. Hạ xuống thì mình duỗi thẳng cái chân ra ha, gót duỗi ra. Rồi hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ chân, duỗi gót. Cố gắng mình nâng trong trạng thái chân thẳng luôn nha. Nâng lên rồi mình mới co gối. Hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ chân, duỗi gót ra. Hít vào, lên. Thở ra, ấn chặt thắt lưng và hạ xuống chậm. Hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ chân gót duỗi. Hít vào, lên.
Thở ra, hạ xuống, chú ý thắt lưng nào. Hít vào, nâng lên, cảm nhận cơ bụng dưới. Thở ra, hạ xuống, duỗi ra. Hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ xuống, duỗi. Mỏi thì mình hơi co gối nha. Hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ chân, duỗi ra. Cố gắng lên nào. Hít vào, lên. Hai cái nữa. Thở ra, hạ chân, duỗi gót. Hít vào, nâng lên. Rồi, thở ra, hạ chân 45 độ, giữ lại ở đây, duỗi thẳng cái chân mình ra. Mũi chân hướng về đầu. Cảm nhận cơ bụng. 5 nhịp. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, thở ra, co gối ôm, gối sát về bụng. Thư giãn. Mình dùng cái tay của mình đó, mình đè cho cái đùi của mình nó gần sát với bụng luôn, để khi mình hít thở sâu thì cái phần các cơ quan tiêu hóa vùng bụng của mình nó cũng được xoa bóp, nó xoa bóp sâu được vào cả cái nội tạng bên trong cơ thể của mình. Và chúng ta tiếp tục với bài tập cho vùng cơ bụng trên, cơ vai với cơ cổ. Rồi, từ từ nâng cái chân của mình thẳng lên. Tay mình úp cạnh thân ha. Nâng đầu vai. Hít vào. Thở ra, nâng đầu, nâng vai của mình lên cao, tay về mũi chân. Hít vào, hạ xuống. Thở, nâng lên cao. Hít vào, hạ. Thở, nâng lên cao. Hít vào, hạ xuống. Thở ra, nâng lên. Hít vào, hạ. Thở ra, nâng lên cao nhất, giữ lại ở đây. Rồi, hai tay của mình chắp lại phía trước ngực, cố gắng giữ đầu vai của mình trên cao. Và lúc này hướng sự tập trung về đôi chân của mình. Bắt đầu với chân phải. Thở ra, hạ cái chân phải mình xuống, không chạm sàn gót, duỗi. Đúng rồi. Hít vào, nâng chân phải lên. Thở, chân trái hạ xuống, duỗi. Cố gắng thẳng hai chân nha. Hít vào, nâng lên. Thở ra, phải xuống, duỗi. Hít vào, nâng lên. Thở trái xuống, duỗi. Hít vào, nâng lên. Lượt cuối cùng nào. Thở ra, phải xuống, giữ. 3, 2, 1. Hít vào, lên. Thở trái xuống. 3, 2, 1. Hít vào, nâng lên. Rồi, thở ra, hạ đầu vai xuống, co gối ôm về bụng. Rồi, cầm mình hướng về ngực nè, duỗi lại cái vùng cổ của mình, trả lại cho cái vùng cơ cổ. Tay mình cũng đè sát về phía phần bụng ha, để nó xoa bóp cho cái vùng cơ bụng. Và những lúc mà sau khi mình tập cơ bắp nhiều như thế này, mình nhớ hít thở sâu để mình nạp lại oxy cho các thớ cơ của mình, tránh về nhà nó bị đau cơ. Lắc nhẹ người sang phải sang trái để mà xoa bóp cái vùng thắt lưng của mình chút xíu. Rồi, từ từ mình duỗi hai chân của mình thẳng ra và vào tư thế thư giãn. Thả lỏng chân, thả lỏng tay. Rồi mình vào thư giãn luôn nha lớp ơi. Tiên ơi, mình thư giãn luôn nha. Đúng rồi. Một vài hơi thở. Cảm nhận rõ được hơi thở của mình trong tư thế nằm, thông qua sự phồng xẹp ở vùng bụng. Rồi mình khép sát chân lại. Co gối trái, nghiêng người sang phải, chống hai tay, nâng người ngồi lên. Chúng ta ngồi về cuối thảm, mông ngồi trên hai gót chân.
Mình vào bài tập đẩy cá heo để làm mạnh cho cái vùng vai và bắp tay của mình. Tay này nắm lấy bắp tay kia. Đẩy cá heo, đúng rồi, ngồi về cuối thảm. Chồm cái người của mình về trước, đặt hai khuỷu tay xuống. Rồi tháo ra, đan lại thành nắm đấm. Chống mũi chân, nâng cái mông của mình lên cao. Đúng rồi, duỗi cái lưng của mình ra sau. Mình tập khi nào mà mình thấy mình đẩy cá heo được 20 cái mà nó vẫn khỏe, vẫn không sao, lúc đó mình lên đầu đứng thoải mái ha. Cố gắng lên. Rồi chúng ta bắt đầu. Thở ra, từ từ mình đẩy dài cái người của mình về trước, cầm qua khỏi nắm đấm. Hít vào, duỗi lên, duỗi lưng mình ra. Thở ra, đẩy dài về trước, cầm qua khỏi nắm đấm. Hít vào, nâng lên. Thở, đẩy về trước, đừng quên cơ bụng nha. Hít vào, lên. Thở, đẩy dài về trước, cảm nhận lực vai, bắp tay. Hít vào, nâng lên. Thở, đẩy về trước. Hít vào, lên. Thở, đẩy dài về trước. Hít vào, nâng lên. Rồi đi bộ chân vào thêm nữa, bàn chân mình tăng thêm biên độ nào. Thở ra, đẩy dài về trước, săn cơ bụng. Hít vào, nâng lên. Thở, đẩy về trước. Hít vào, lên. Thở xuống. Hít vào, nâng lên. Thở ra, đẩy về trước. Hít vào, lên. Hai cái nữa nào. Thở ra, đẩy về trước. Hướng cầm của mình gần sàn hơn. Hít vào, nâng lên. Thở ra, đẩy về trước. Rồi giữ lại ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi thở ra, hạ gối, lùi mông về em bé. Thả lỏng vai và cánh tay của mình, mềm cái người của mình xuống. Con thỏ chuẩn bị. Hít vào, từ từ lăn cái đỉnh đầu của mình về trước. Rồi cảm nhận mình đưa cái sức nặng về đỉnh đầu. Và mình hãy quen với cái trạng thái này. Cảm nhận sức nặng về vùng đỉnh đầu của mình. Đôi tay thả lỏng, vai thả lỏng. Kéo năng lượng về vùng đỉnh đầu. Đưa máu về não. Và cái phần thân của mình lúc này giống như là được thư giãn ra. Quan sát hơi thở êm nhẹ. Và từ từ lùi mông về lại em bé. Rồi mình sẽ có 5 phút để mình tập luyện tư thế đầu đứng. Mình nhớ là mình sẽ tập theo sức của mình ha. Mình quan sát cái sức nặng nó về đỉnh đầu của mình. Nếu mà nó giữ lâu mà nó khó chịu á, là mình lập tức mình thoát tư thế mình về em bé để mình thư giãn. Và mình mới tập tư thế này á, được có khoảng 1 tuần hơn thôi. Cho nên là mình nhớ mình chia nhỏ nó ra, mình tập nhiều lần. Rồi, hướng cầm về ngực và gù lưng, nâng người ngồi lên. Rồi chúng ta vào đầu đứng. Tay này nắm khuỷu tay kia. Đặt hai cái khuỷu tay của mình xuống sàn. Rồi đầu đứng thì mình không cần phải chồm nó quá xa như là đẩy cá heo. Mình có thể đặt nó ngay trước cái gối của mình thôi cũng được. Và tay tháo ra, đan lại với nhau. Đan hờ các ngón tay. Mình cũng không nắm thành nắm đấm như cá heo. Để mà mình tựa được cái phần đầu của mình vào lòng bàn tay. Rồi đặt đỉnh đầu của mình xuống. Mình biết vị trí, mình xác định cái vị trí đặt đỉnh đầu ha. Chống mũi chân, nâng mông của mình lên cao. Chống mũi chân xuống tiên ơi.
chống mũi chân xuống. Rồi, đúng rồi. Rồi, đi bộ chân về phía đầu của mình. Đi đến khi nào mình cảm thấy giống như cái khuỷu tay của mình nó muốn rời khỏi sàn á. Là đúng. Cái lưng của mình á, nó sẽ thẳng nhất. Lưng càng thẳng thì mình càng dễ nhấc chân nha. Đúng rồi. Rồi, khi mà đi vào hết biên độ rồi, trước khi mình nhấc chân, mình nhớ là một cái thao tác đó là mình đẩy cái vai của mình xa lỗ tai. Đừng có để rụt vai. Mình hay có xu hướng mình rụt vai về lỗ tai á. Đẩy vai ra xa để mà cảm nhận mình đưa cái sức nặng nó về hai cái khuỷu tay của mình, chia lực cho khuỷu tay. Co một chân sát về bụng. Thì cố gắng thẳng chân chút xíu nha thầy ơi. Chị Hân thẳng chân thêm nữa. Luyến đi bộ chân gần thêm chút xíu nữa được đó Luyến ơi. Duyên cố gắng thẳng cái lưng lên chút nữa Duyên. Đúng rồi. Tiên đi bộ về chân về thì gần người thêm chút xíu nữa Tiên. Em đẩy cho cái lưng của em nó thẳng. Cái lưng nó gần như là nó vuông góc với sàn luôn là đúng á. Đúng rồi. Chị Bình đang tốt nè. Mình đóng hơi, mình nhấc luôn cái chân còn lại. Mình giữ nửa đầu đứng trước nha chị. Nín thở. Lúc mà rời cái chân kia lên là giống như nín thở vậy đó. Đúng rồi, giữ lại. Rồi thả lỏng ra. Nó có lộn đi qua bên kia thì mình cứ thả lỏng cái người mình ra. Chị Ngọc ép cái chân sát cái chân co. Chị ép sát vào bụng luôn, duỗi cái mũi chân lên trần. Đúng rồi, cho nó gọn cái chân lại. Mình xem mình có bị nặng cái phần đỉnh đầu thì mình nhớ thoát thế về em bé ngay nha. Tại vì cái phần đỉnh đầu của mình trước giờ mình chưa tập nhiều, nó vẫn còn mềm dữ lắm. Cho nên giai đoạn đầu mình sẽ không có giữ lâu được. Mình nhớ để ý nó một chút. Cảm nhận cái sức nặng về đỉnh đầu. Chị Thu đi chân sát về một chút, cái lưng nó còn hơi bị cong quá. Đúng rồi. Đúng rồi chị Hân, đúng rồi đó. Chị Oanh tốt nè. À, rồi thoát. Thương nhớ xoay camera lại nha Thương, nó đang bị nghiêng 90 độ á. Rồi mình vào lần cuối cùng ạ. Mình nhớ cảm nhận mình đẩy vai xa lỗ tai nha. Mình mà để rụt vai là nó sẽ không có cái cảm giác mình ấn lực để mà mình nâng người lên. Đúng rồi, đi sát về. Đúng rồi đó Duyên. Đi sát về như vậy là tốt rồi đó. Rồi ép chân sát vô. Cái chân kia Duyên không cần phải nhấc lên, nhưng mà cố gắng nhón cao lên, giống như là chỉ còn cái đầu ngón chân ở trên sàn thôi vậy đó. Giữ cái đầu ngón chân thôi. Đúng rồi Luyến, cái lưng đang tốt nè Luyến. Siết cơ bụng. 3 2 1 Rồi, chúng ta về em bé. Thả lỏng ra. Đặt trán xuống sàn. Và từ từ gù cái lưng, nâng người, ngồi lên. Rồi mình duỗi hai chân của mình về trước. Và khép lại. Ngồi gập thân chuẩn bị. Mình nhớ nghiêng người phải trái, áp hết hai cái mông của mình xuống. Và chân mình khép sát là mình sẽ khép từ đùi, gối cho tới cổ chân của mình luôn. Khép sát nó lại thành một khối. Chân hơi co nhẹ gối. Rồi, ngón chân về phía đầu, giữ cột sống lưng thẳng. Hít vào, vươn tay lên cao, kéo duỗi hết cái cột sống của mình, vươn lên. Cảm nhận cái sự kéo duỗi này và thở ra, gập từ cái hông của mình, gập về phía trước, duỗi ra. Đúng rồi, đầu và tay đi cùng với nhau nè. Hít vào, nâng lên. Thở ra, gập dài về trước, duỗi ra. Vào, nâng lên, thở, gập về trước, kéo duỗi, giữ lại ở đây, giữ 45 độ.
Chị Thư cố gắng kéo cái tay nó lên 45 độ, chị đừng có duỗi nó cục nó xuống nha. Đúng rồi, giữ lại, cảm nhận cái lưng nó kéo thẳng nhất. Và mình giữ cái lưng cố định vị trí này, chỉ hạ tay của mình xuống thôi. Đúng rồi, cố gắng. Tay nắm cổ chân hoặc mép bàn chân hoặc là phía trên các ngón chân. Thế nào cũng được nha, tùy vào cái tư thế gập của mình nắm được tới vị trí nào thì mình nắm. Rồi lúc này ý thức điều chỉnh lại. Từ cái thắt lưng của mình kéo duỗi nó ra. Từ cái lưng giữa kéo duỗi ra, lưng trên cũng kéo duỗi ra. Và cuối cùng là cái cột sống cổ của mình. Giữ cổ thẳng hàng với cột sống. Mình không có ngước đầu lên cao mà mình cũng không cúi gục đầu. Hãy giữ cho cái cổ của mình nó thẳng hàng cột sống. Đúng rồi Tiên, đang thẳng như thế là tốt ha. Và mình hướng nhẹ cầm về ngực, tạo thành cái thế khóa ở đây. Đúng rồi, duyên vị trí cổ tốt nè. Giữ lại. Và quan sát hơi thở của mình. Mỗi hơi hít vào kéo cái cột sống thẳng ra một cái. Mỗi hơi thở ra thì mình mềm cái người, mình gập xuống. Đây là tư thế trung gian để mình gom cái năng lượng của mình trở về. Và mình ý thức vào cái cột sống của mình nhiều hơn. Hãy làm tĩnh lặng lại tâm trí của mình thông qua việc quan sát hơi thở. Chỉ đơn giản là quan sát hơi thở và thư giãn. Cảm thấy cái phần cơ phía sau chân mình nó hơi căng một chút. Chưa đủ căng mà nhớ trượt cái gót chân ra thêm một chút xíu nữa. Hãy tìm cái biên độ phù hợp để mình vừa có sự tập luyện mà vẫn có sự thư giãn. Cột sống kéo duỗi ra. Thêm 5 hơi thở nữa. Tay duỗi về trước, duỗi cột sống, hít vào đầu và tay vươn lên, rồi thở ra hạ tay ra phía sau cách mông một gang tay. Chân của mình, chân phải mình vẫn duỗi ha, chân trái mình co lại chậm cái bàn chân cạnh gối. Rồi hít vào, ấn lực tay, ấn bàn chân, nâng đùi, nâng hông, nâng bụng, nâng ngực lên. Cái chân phải duỗi mình nhớ áp cái bàn chân xuống ha. Và làm tốt mình nhấc luôn cái chân phải rời khỏi sàn, giữ song song, duỗi mũi chân ra, thở ra, hạ xuống. Rồi co chân phải, duỗi chân trái. Đổi bên nào. Hít vào, ấn lực tay, ấn lực chân, nâng đùi, nâng hông, nâng bụng, nâng ngực, duỗi cầm ra xa. Và làm tốt, nhấc cái chân trái của mình rời khỏi sàn, duỗi mũi chân ra, thở ra, hạ xuống. Rồi nhớ lắc nhẹ cái cổ tay của mình, thư giãn cho cái cổ tay. Mình áp hai cái mu bàn tay vào nhau, mình lắc lắc nhẹ một chút xíu. Và mình khoanh chân chồm người về trước, chuyển sang tư thế nằm sấp. Rồi, hai tay của mình chồng lên nhau làm gối. Gương mặt xoay sang một bên. Hai ngón chân cái của mình chạm vào nhau, mở cái gót chân sang hai bên. Đây là tư thế thư giãn trong các chuỗi nằm sấp của mình. Chúng ta bắt đầu với rắn hổ mang. Chân khép sát lại, duỗi mũi chân. Rồi tay chống ngang ngực, khép khuỷu tay và trán đặt xuống sàn. Bắt đầu hít vào, xoay cái vai mình ra sau, mở rộng lồng ngực, rồi nâng ngực lên, duỗi cằm. Chị Bình ơi, mình không thẳng tay nha, mình nâng thấp thôi. Chị Ngọc mình rời cái khuỷu tay nha, chị Ngọc chỉ có cái bàn tay trên sàn thôi á.
Rồi, thở ra, hạ xuống. Đúng rồi, cái bàn tay mình chống ngang ngực á. Hít vào, ấn lực cái bụng dưới của mình, nâng ngực rời sàn. Đúng rồi, duỗi cầm lên, cảm nhận duỗi hết từ cái mũi chân lên tới cầm của mình, duỗi ra một đường căng hơn. Hai bàn tay nhấc khỏi sàn, giữ hoàn toàn bằng sức mạnh cột sống của mình. Cảm nhận đưa sức nặng nhiều về bụng dưới. 3, 2, 1. Rồi thở ra, hạ xuống. Hai tay vòng ra phía sau, tay này nắm khuỷu tay kia. Rồi mình sẽ tăng thêm biên độ cho rắn hổ mang. Mình nắm lên khuỷu tay luôn á. Chúng ta bắt đầu. Hít vào, xoay vai, nâng ngực rời sàn, nâng trán rời sàn, duỗi lên cao nhất, nhớ ấn cái bụng áp được cái bàn chân mình xuống nha. Mình hay có xu hướng mình rời chân trong tư thế này, giữ lại một chút xíu và làm tốt nhất cái khuỷu tay của mình rời khỏi lưng. 3, 2, 1. Rồi thở ra, hạ xuống, tháo tay duỗi về trước, duỗi căng ra, duỗi thẳng hai tay của mình về trước luôn ạ. À, duỗi ra, chân của mình tách rộng bằng mép thảm, con thuyền chuẩn bị duỗi lại cơ thể của mình để mình trả lại ha. Hít vào, nâng hai tay hai chân rời khỏi sàn, nâng trán rời khỏi sàn. Mình không cần nâng cao ha, nhưng mà mình ý thức mình duỗi hai tay hai chân của mình ra hai hướng, kéo căng nó ra, mình trả lại một chút xíu ở đây. Thở ra, hạ xuống. Rồi lần hai mình sẽ nâng cao nè. Hít vào, nâng hai tay rồi sạc, nâng hai chân rời khỏi sàn. Rồi cố gắng dùng lực tay của mình vút lên cao, lực đùi nâng cái chân của mình cao lên, chỉ còn cái phần bụng ở trên sàn thôi. 3, 2, 1. Rồi thở ra, hạ xuống. Hai tay chống ngang ngực, ấn lực tay đẩy dài cái lưng của mình ra sau, mông về gót chân, em bé duỗi lưng ra một cái, trán xuống sàn, thả lỏng. Rồi tay mình xuôi cạnh thân, thả lỏng cái người của mình ra. Mình sẽ vào mặt phẳng nghiêng. Thế này mình có tập một lần rồi, hôm nay mình tập lại thử xem là mình có tiến bộ không ha. Mặt phẳng nghiêng thì mình hay có xu hướng mình dồn lực vô vai với lại cánh tay, cho nên là mình nhớ mình chia lực cho đùi của mình nữa nha. Cái này là ý thức của mình, cố gắng mình chia lực cho cả bụng và đùi để nó cân bằng cả cơ thể. Rồi từ tư thế em bé là hai tay của mình duỗi về trước, úp bàn tay chống mũi chân, nâng cái mông mình lên cao vào tư thế chữ V ngược. Mình khởi động một chút xíu. Hít vào, từ từ đẩy cái vai của mình về trước về tư thế chống đẩy á. Đúng rồi, săn cơ thể của mình, nhớ chia lực bụng với đùi. Mình khởi động là mục đích để mình làm quen cách mình sử dụng lực. Thở ra, duỗi lưng lên V ngược. Đúng rồi. Hít vào, đẩy về trước, nhớ chia lực bụng với đùi của mình. Săn lại cả cơ thể. Thở ra, duỗi lên về ngực. Tiếp tục nào, hít vào, đẩy về trước, săn chắc cơ thể giữ lại ở đây. Cảm nhận ấn lực cái bàn tay của mình, các ngón tay mình xòe rộng nè, kích hoạt cơ bụng và cơ đùi. Rồi tiếp tục tăng biên độ. Thùy ơi, đau cổ tay thì mình hạ khuỷu tay luôn nha Thùy. Rồi mình xoay hết hai gót chân sang bên phải, áp được cái mép bàn chân xuống thảm, giống mặt phẳng cá heo á Thùy. Giống như mặt phẳng cá heo á. Áp được hai mép chân trên thảm rồi, cảm nhận lực trên cái tay phải của mình nặng dần, nhớ chia lực bàn chân, săn cơ bụng và hít
vào vương tay trái của mình lên cao, duỗi lên. Đúng rồi Thùy, hướng cái khuỷu tay về trước á, hướng cái khuỷu tay về trước nó sẽ dễ giữ thăng bằng cho Thùy hơn. Rồi còn ai mình thẳng được tay thì tốt ha, giữ lại ở đây. 3, 2, cố gắng nâng cái hông cao lên nào. 1, rồi thở ra hạ tay xuống, lùi về chữ V, ngược duỗi ra. Mình nhớ thả lỏng nha, về V ngược, đừng có dùng lực, đừng có căng cơ gì ở đây hết. Mềm cái người ra không cần đúng thế, để mình thư giãn một chút xíu. Và mình đổi bên nào. Hít vào đẩy về trước, chống đẩy, rồi chia lực cho đùi, chia lực cho bụng. Từ từ xoay hết hai gót chân sang trái, áp cái mép bàn chân xuống, cảm nhận lực trên tay trái, rồi chia lực cho bàn chân, săn cơ bụng. Hít vào vươn tay phải lên. Đúng rồi, đúng rồi Duyên, giữ lại tư thế rất đẹp. Và làm tốt, mình thử mình nhấc cái chân phải của mình rời khỏi sàn, vươn lên. 3 2 1, rồi hà chân, hà tay về chống đẩy, sau đó duỗi ra về ngược, hạ gối của mình xuống, em bé duỗi ra, thả lỏng vai, thả lỏng cánh tay của mình. Nhớ là mấu chốt của tư thế này nó là bụng và đùi. Nếu mình biết cách mình sử dụng lực hai cái vùng cơ này thì mình sẽ giữ được tư thế. Còn nếu mà để vai với lại bắp tay hoạt động quá nhiều thì mình sẽ không giữ được lâu. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục đi một chuỗi các tư thế đứng để nó tập nhiều hơn cho phần bắp chân và cơ đùi. Để nó được tác động tốt thì mình sẽ đi một chuỗi liên tục thay vì các tư thế đơn. Cho nên là mình tập trung mình nghe để mình theo cái lời dẫn nha. Rồi, từ đây hai tay của mình duỗi về trước. Rồi, chống mũi chân, nâng lên chữ V ngược, duỗi cái lưng mình ra một cái. Hít vào, bước cái chân phải của mình về giữa hai tay, mình không hạ gối trái. Đúng rồi, nâng cái hông cao lên. Vững vàng, thẳng tưng cái chân trái của mình. Sau đó hai tay của mình rời khỏi sàn và nâng người lên trùng cao. Hít vào, vươn hai tay lên cao cạnh lỗ tai, rồi nâng ngực duỗi cầm, cả nhẹ lưng. Mình nhớ chia lực đều cho cả hai chân. Chân trái của mình cũng phải nhận lực ở đây, săn cơ lại giữ một chút xíu. Đây là tư thế làm mạnh bắp chân của mình, nhớ chia lực cho cả chân trái. Làm tốt, nhón gót chân phải của mình lên, kích hoạt cơ đùi phải thêm một chút xíu nữa. 3 2 1, rồi thở ra hạ gót chân phải, từ từ chồm cái người của mình về trước, giống như mình đang chạy về trước. Chồm về 45 độ nha, mình chưa hạ tay đó bời, vẫn duỗi về trước 45 độ. Đúng rồi chị Ngọc, tốt nè, chị Bình tốt, duỗi ra. Cố gắng mình điều chỉnh cho chân và lưng của mình thẳng với nhau. Rồi dồn lực lên cái chân phải phía trước của mình và từ từ nhấc cái chân trái rời khỏi sàn, hạ cái người xuống bao nhiêu thì chân của mình nâng lên bấy nhiêu, chiến binh bà. Tay vẫn duỗi song song cạnh lỗ tai, gót chân trái duỗi thẳng ra. Rồi chưa được mình nhìn mẫu nè. 3, 2, đúng rồi Duyên, tốt lắm. 1, rồi thở ra hạ hai tay xuống thì chân trái vươn lên cao, gặp thân, 1, chân duỗi ra, thả lỏng đầu. Thở ra rồi hạ cái chân kia xuống luôn, gặp thân, mềm người mình ra, thư giãn một chút xíu ở đây. Thả lỏng tay, thả lỏng chân của mình, thả lỏng đỉnh đầu. Mình thư giãn và mình đi tương tự cái chuỗi còn bên còn lại. Hít vào, bước dài cái chân phải ra sau, không hạ gối. Đúng rồi, mình kích hoạt chân của mình, thẳng tưng cái đùi phải phía sau.
và từ từ rời cái tay của mình khỏi sàn, nâng người lên, săn chắc cơ thể lại, từ từ vươn tay lên cao, kéo duỗi cột sống và ngã ra sau theo khả năng của mình. Làm tốt thì mình nhón gót cái chân trái phía trước của mình lên một chút, giữ lại. 3, 2, 1, hà gót chân trái, rồi chồm người về trước 45 độ, giống như mình đang chạy ở khoan nhấc chân à lớp ơi. Mình chỉ chồm thôi ha, mình kéo duỗi ra từ chân lên đến lưng. Đúng rồi chị Ngọc, đúng rồi Luyến, tốt. Tiếp tục dùng lực chân trái nhiều hơn và nhấc cái chân phải rời khỏi sàn, rồi gập cái người xuống song song với sàn, người song song, chân cũng song song, duỗi ra, săn chắc lại. Thương duỗi tay về trước, dễ giữ thăng bằng hơn Thương ơi. Duỗi tay về trước á, cạnh lỗ tai. 3, 2, 1, thở ra, gập thân một chân, tay xuống thì chân kia lên. Đúng rồi, cảm nhận cái hông của mình nó có mở hơn được nhiều chưa? Duỗi thẳng chân, thở ra, rồi hạ chân xuống, gập thân, thả lỏng cái người của mình. Thả lỏng vai, thả lỏng cánh tay. Và hít vào, gù cái lưng, xách hai cánh tay của mình lên. Vai cao nhất mới ngẩng gương mặt lên. Mình trả lại một chút xíu ha. Tay mình chống ngay cái vị trí thắt lưng của mình. Hít vào, đẩy đùi, đẩy hông về trước, nâng bụng, nâng ngực, duỗi cằm. Thở ra về chính diện. Một cái nữa nào, hít vào, đẩy đùi, đẩy hông về trước, nâng bụng, nâng ngực. Thở ra về chính diện. Lắc người sang phải sang trái, mình thả lỏng cái tay mình lắc. Thư giãn cho hai cái dãy cơ lưng của mình. Rồi, và chúng ta tiến về đầu thảm. Mình sẽ vào cái ghế một chân. Cái chân phải của mình trụ trên chân phải, chân trái của mình co lại bên két cái bàn chân trái của mình ở phía trên đùi phải. Đúng rồi, mình gác ở phía trước á. Mình nhớ tư thế cái ghế đúng không? Từ từ thở ra, tay chắp lại trước ngực. Hít vào, vươn cái tay của mình lên cao, duỗi cột sống. Rồi thở ra, lúc này mình co gối nè, lùi mông ra sau giống như mình ngồi trên cái ghế. Nhưng mà lúc này là chỉ có một chân thôi ha. Săn chắc cái cơ đùi chân phải của mình để mình giữ lại. Nhớ hóp sát cái bụng dưới của mình, mình làm đầy cái thắt lưng. Đúng rồi, lưng giữ thẳng như vậy tốt mà chị Bình ơi, giữ thẳng cái lưng. Đúng rồi, chị Hân, chị Oanh giữ lại ở đây một chút xíu. Chị Bình hạ cái mông xuống thêm chút xíu nữa được không? Đúng rồi, tập trung. Chị Oanh hạ mông xuống thêm chút nữa nè, giống như mình ngồi trên ghế ha. Đúng rồi, duyên tốt nè. Hít vào, nâng thẳng chân lên trở lại. Rồi thở ra, hạ xuống, tháo chân và mình đổi bên. Rồi mình trụ chân trái ha, co gối phải. Mình đặt cái bàn chân ngay trước đùi của mình á. Thở ra, tay chắp lại trước ngực. Hít vào, vươn tay lên cao, kéo duỗi cột sống. Rồi thở ra, lùi mông ra sau, gối co. Giống như mình ngồi ghế, nhớ thẳng lưng và tập trung cái thắt lưng của mình, làm đầy cái thắt lưng. Chị Hân đang thẳng lưng tốt mà, chị Hân lùi mông, hạ mông thêm chút xíu nữa là được. Rồi cái lưng của Luyến cũng tốt nè, hạ xuống thêm một chút nữa ha, để tăng thêm cái biên độ. Mình càng xuống nhiều là cái cơ đùi của mình nó càng được hoạt động nhiều hơn. Và giữ chắc lại ở đây. Nhớ làm đầy thắt lưng, hóp sát cái bụng dưới của mình vào, đừng thả lỏng bụng. 5 4 3 2
Một hít vào, nâng lên, rồi thở ra, tháo chân mình, đắp nhẹ đôi chân của mình, thư giãn. Chúng ta tiến về đầu thảm và mình chuyển sang tư thế nằm. Rồi nhón hai gót, nhón cái gót chân của mình cao lên, đứng hết trên mũi chân. Hít vào, vươn hai tay của mình lên cao, kéo duỗi. Tập luyện cơ đùi và tập luyện cung bàn chân ở đây một chút xíu ha. Thở ra, co gối, lùi mông ra sâu. Đúng rồi, giữ ở đây không hạ xuống. Nhón gót chân cao lên chị Ngọc ơi. Hít vào, nâng thẳng cái người của mình lên. Thở ra, lùi mông, co nhẹ gối, săn cơ đùi của mình, đừng thả lỏng. Hít vào, nâng thẳng lên, gót vẫn trên cao nào. Rồi thở ra, hạ xuống, giống như ngồi ghế, giữ lại, kích hoạt cơ, làm đầy thắt lưng. Tiếp tục hạ, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi chúng ta chuyển sang tư thế nằm. Ôm nhẹ chân của mình, co gối, ôm sát về bụng. Rồi mình lắc nhẹ người sang phải sang trái. Mình xoa bóp cho hai cái, cho cái dạng cơ lưng của mình và cái vùng thắt lưng. Chân phải của mình duỗi thẳng ra. Rồi chân trái của mình thì vẫn co ha. Cái tay của mình, tay trái mình dang sang ngang úp lòng bàn tay. Còn tay phải mình đặt trên cái gối trái. Mình vặn hết cái người của mình, vặn cái gối của mình sang phía bên phải. Gương mặt nhìn theo cái tay trái, vai vẫn trên sàn. Đúng rồi, mình tập nó, mình kéo duỗi lại các vùng cơ của mình cho nó đừng có đau. Về lại chính diện. Rồi chân trái duỗi ra, chân phải co lại. Tay phải sang ngang, tay trái trên gối phải, vặn gối của mình. Cảm nhận cái cơ lưng của mình nó được kéo ra lại, nó duỗi ra. Về lại chính diện. Rồi mình thả lỏng người. Chân tay tách rộng thoải mái. Thực hiện căng duỗi cho cơ thể. Chân phải rời khỏi sàn một gang tay, duỗi mũi chân ra xa, rồi duỗi gót ra xa, thả rơi tự do. Chân trái rời sàn, duỗi mũi chân,